Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, là một trí thức lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin và trọng dụng tầng lớp trí thức của dân tộc, tạo điều kiện để họ được cống hiến, được thể hiện đầy đủ nhất tài năng và trách nhiệm của mình cho sự nghiệp chung của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức đề cao vai trò của trí thức. Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Vì vậy, Bác tìm mọi cách để phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng này để đóng góp vào thành công chung sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Quan điểm của người về vai trò và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức yêu nước đã có tác dụng to lớn trong việc động viên sức mạnh và trí tuệ toàn dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc, đồng thời giúp cho người trí thức hiểu rõ về vị trí và khả năng cách mạng của họ, từ đó mà sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trong chính phủ lâm thời được thành lập sau cách mạng tháng 8 năm 1945, có rất nhiều vị bộ trưởng, thứ trưởng là trí thức, tiêu biểu như Nguyễn Văn Tố, Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội, Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền, Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, v.v. Và sau này, tiêu biểu có cụ Huỳnh Thúc Kháng, một bậc đại nho đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử làm quyền Chủ tịch nước khi người sang Pháp. Người còn vận động và kêu gọi được nhiều trí thức và các nhà khoa học nổi tiếng đang sống và làm việc ở nước ngoài như Hoàng Minh Giám, Tạ Quang Bửu, Phan Anh, Phạm Quang Lễ, tức Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Lương Định Của, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Ngụy Như Con Tum, v.v. trở về Tổ quốc, tham gia kháng chiến và xây dựng nền khoa học nước nhà. Kế thừa và phát huy những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Văn kiện Đại hội 13 chỉ rõ, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức. Đảng, nhà nước cũng tặng thưởng nhiều hội đoàn, tổ chức làm công tác văn hóa văn nghệ, khoa học kỹ thuật, các trí thức văn nghệ sĩ, huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Độc Lập, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Càng ngày, vai trò của đội ngũ trí thức càng được đề cao như là nguồn lực quan trọng đặc biệt trong sự phát triển của đất nước. Và những lời dạy của Bác luôn luôn có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.